số tiền 5 triệu. Tôi muốn anh cắt sổ hộ khẩu của mẹ con tôi khỏi sổ hộ khẩu chung. Được. 20 triệu. Tôi sẽ làm cho cô. 20 triệu? Ừ. Tôi làm gì có 20 triệu? Không phải cô là người mẹ tuyệt vời hả? Kể cả khi tôi và anh đã ly hôn thì Lục Lạc nó vẫn là con ruột của anh mà. Tao thực sự không biết á là con Lục Lạc có phải là con của tao không kìa. Sao mày đánh nó? Mù la, đập nó chết bà đó cho mẹ. Mù la. Dạ tôi nghe ạ. Phải có sổ hộ khẩu đăng ký thường trú tại địa phương thì mới được nhập học hả cô? À dạ, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Không có gì đâu con. Tôi có việc phải về quê 2 ngày. Ở trên đây tôi chỉ tin tưởng mỗi mình anh để giao Lục Lạc thôi. Em yên tâm, ngoại anh thích con nít lắm. Anh và ngoại sẽ chăm sóc tốt cho Lục Lạc. Cảm ơn anh nha. Mẹ ơi, không có con, mẹ phải tự chăm sóc bản thân mình nha mẹ. Mẹ biết rồi, Lục Lạc cũng phải ngoan nha chưa? Dạ. Trời ơi, chạy cái gì không biết nữa. Tao cho mày ăn, lớn rồi tao mới bán được chứ. Con đàn bà xấu xa ti tiện này, con trai tao khổ gì mày chưa đủ hay sao mà giờ mày dám dắt mặt mày về đây nữa? Hối hận rồi hả? Quay về đây làm gì? Đây là số tiền 5 triệu. Tôi muốn anh cắt sổ hộ khẩu của mẹ con tôi khỏi sổ hộ khẩu chung. Ý cô là sao? Lục Lạc nó sắp vào lớp 1 rồi, mà nhà trường bắt phải có sổ hộ khẩu tại địa phương. Mong là anh giúp tôi. Không phải cô là người mẹ tuyệt vời hả? Tại sao lại quay về đây xin xỏ một cái thằng mà cờ bạc bất tài như túi? Tôi mong là anh thương con. Dù sao Lục Lạc cũng là con ruột của anh mà. Anh giúp cho con nha. Được, được. 20 triệu. Tôi sẽ làm cho cô. 20 triệu? Ừ. Tôi làm gì có 20 triệu? Ê, cô đủ khả năng mà. Nè, tại sao cô không dụ dỗ mấy cái thằng đàn ông ngoài kia kìa? Hả? À, đừng nói 20 triệu. 200 triệu cô còn làm được mà. Điên hả? Nè, cô bỏ tôi lâu lắm rồi. Sao cô không dùng cái sự trẻ trung của cô, xinh đẹp của mình nè, quyến rũ mấy thằng đàn ông ngoài kia đó? Sao ngu dữ vậy quá? Đừng có giải này. Nghe chưa? Cô mà không làm như vậy hả? Tôi đi đầu xuống đất. Anh Long, kể cả khi tôi và anh đã ly hôn thì Lục Lạc nó vẫn là con ruột của anh mà. Anh giúp cho con, sau này nó sẽ mang ơn anh. Tao thực sự không biết á là con Lục Lạc có phải là con của tao không kìa. Ê, mày làm gì mày đánh con trai tao? Sao mày đánh nó? Mù la, đập nó chết bà đó cho mẹ. Mù la. Mù la. Ngồi xuống. Sao tao lâu ngày không có tập thể dục nữa tay nữa chân của ta. Ôi, nhớ con vợ cũ này quá à. Yeah.